Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Bình khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đến dự và chỉ đạo diễn tập. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Bình nhằm củng cố nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị về quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử trí các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và đánh địch tiến công vào địa bàn, góp phần xây dựng huyện Tam Bình thành khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để cuộc diễn tập diễn ra đúng theo ý định được phê duyệt và thành công tốt đẹp, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập phải nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tập trung tối đa, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong diễn tập, phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và an toàn giao thông trong quá trình diễn tập.